Con chim này cái màu đẹp mà nó ngủm củ tỏi à. Hôm nay mình đi á, mình thấy cái tấm lưới của ai giăng á, giăng lưới đã rồi bỏ không thèm thăm luôn. Mấy con dơi này nó dính chắc cũng khoảng 5-6 ngày trở lên. Chim trời cá nước ai muốn bắt thì bắt, nhưng mà giăng đã rồi bỏ không thăm á, thấy tội quá mọi người. Cái này là cái tấm lưới định mệnh thiệt mà. Đáng lẽ con chim này nó đang được tự do mà nó rơi vào cái tấm lưới này là xong cuộc đời. Nhìn kỹ nó có cái bộ lông đẹp ghê luôn. Còn ở đây là cái con chim gì vậy ta? Nhìn nó giống con chim cú mèo á. Cái tấm lưới này giữ thì chứ, kể cả bỏ cánh cứng nó cũng dính luôn. Phía trên này thì ở chỗ mình gọi là con chim chằn chài. Đây đúng gọi là cái tấm lưới định mệnh thiệt mà. Còn cái người mà giăng tấm lưới này là biến nhất thay luôn. Giăng lưới bắt chim thì không có ai cấm, mà để chim chết kiểu như vậy thì không có ai khoái rồi ạ.